bà chẳng bắt đầu bị chọc cả sắc xa từ lời mê riêng dương tăng phí chúm nói ở lời ní đảm bây con chứ bạc hả thừa bán rưu con nơi miên cầm rớt ở lời con tam đan chứ mùi cụ bắt to tiệt chẳng mà nhấn chẳng chán bán học sắp tới chất sắp hiểu rồi á hay chẳng con mưa bắt to má bắt to chứ mùi cụ tha ta về được cụ kẹt này làm hạt tới con vô bắt thay em dưới đó về nó cứ con ai bán mà phây rưu gọi đọc hiểu rồi bắt thay em dưới đó bột chứ mùi cái chất con đã phụ ta tiếp quỳnh mà rồi thì rồi mà bà nên chẳng còn mới lấy cứ chia lùm hạt ăn ở vọt ở bò dưỡng bà phẳng phí cho chất sạp pram để xe máy cúp bột chỉ mùi nâng phí cho mà phải pram lịt trừ ai chùm lõi ai phó chỉ khả nạt lịt chẳng bởi dương trong ai chùm lõi bò dưỡng là tập phó chỉ khả nạt lịt đỏ rạp ná tua bột nì mùi miên khả nạt chỉ lịt được nè bà chẳng tua tì phi ní miền khả nạt chỉ lịch hỏi bà tại tua tì muối nơi lõi mình toàn miền tê có bàn tay con bàn đằng hỏi tha hả mấy bà muối đề xì mai cú cứ mà nâng muối mùi lịch rồi có dương ảnh vậy tha khả nạt đề xì mai cú nâng khả nạt lịch cứ chỉ khả nạt tay muối bà chẳng con đâu bàn đặt bà chẳng con đặt tới chỉ phẩm án phạm phí cho chất sập rắn đề xì mai cú con đôi tới chỉ lịch vinh máu bà lít bột cho mùi nén tí cho mà phải bán lít bà chẳng còn bột cho mùi lập hồ này thằng này máu bà chẳng hiện nên tích máu thực phẩm ăn thí làm tí cho chất sắp bán bộ bạch tí cho mà phải bán bà nông ca bột cho mùi tự viết từ con thưa cá sẽ xây ở trời tám tùng bỏ bìa nó thiệt đọc thiệt rồi nó pram bộ pram đọc sở xe lịch xôn tra tục muối mùi bột pram pí phùm bấy phùm bấy bột pí đọc sở xe lịch xôn tra tục mùi mà chẳng cho những dương tờ lẹ màu hồng lòng đã đá mùi bột pram pí bấy bột pí đọc bạc chẳng cho những thằng thao lên những thằng thao cho cứ chỉ lịch xôn cứ chỉ lịch đọc này chẳng dương ai tờ xe chỉ chụm nguồn cột bàn chẳng xma hỏi đọc ấy đọc lịp bạc đại chức nát dương trọng bàn xong nô khó mà khó riêng chùm lại một tích mà anh ấy tí bay lửa buồn mài cụp nè tí bay lửa buồn mài cụp hay đô ai pi bôn đít nè và chẳng nát đại chức trọng bàn cứ chức nát đê xì mài cụp nè nát đê xì mài cụp đại chức trọng bàn chúng con tự chỉ bắt đầu à thằng ngon đấy ai tự chỉ đây thì mày cụp thằng ngon bà chúng pi bay lại buồn đấy cứ chỉ chấm nón chấm đỏ chúng con bắt đầu viết từ chỉ bọc hiếc hơi bắt đầu viết từ chỉ đây thì mày cụp bà buồn mày cụp từ đây thì mày cụp kho từ kia muối buồn bà chúng con vô viết con đang mà buồn bà chúng dừng ở lấy dừng bắt đầu viết từ chỉ bọc hiếc sân nọ bà chúng việt bàn từ chỉ pi buồn đón bầm bảy bột bảy đập mùi bà lượt 4 ở lời cụ ta xây mạch cụ màu xanh máu và đo ai và anh ấy có đôi kia lời cụ ta xây màu thoa mà đa xanh chọc và chẳng dân phương cao đầu và anh ấy cứ khnát anh ấy khnát mạch cụ chẳng dân thời cao đầu tới chìa khnát đề xì mạch cụ mà xong tốt nắng lời này khóa sâu mùi và chẳng dương từ bắt đầu từ chiếc khnát đây xì mai cúp cứ con vô viết con chỉ mùi nắng mà buồn mà con mà buồn tới vì từ chiếc đây xì mai cúp vậy nè chẳng dương bàn đập mũi lửa bốn và chẳng con thời con buồn nè ao vi tranh chiếc đây xì mai cúp và con mà buồn và chẳng đây xa lệ như sầm rùa bán và sầm rùa nặng buồn tới và chẳng viên là sao của mán đọc chạy bốn là sao phí bán phí buồn tiết mà phải rám sồn bà chẳng còn bàn từ chía đọc muối con nắng vì rồi hà bà chẳng còn con to mà vì rồi hà sắp con ở đó đọc muối bà mùi sồn đón sốn mùi rám đòn rám mùi bị đòn phì bà sốn rám phì chẳng bàn sốn rám còn phí và chẳng còn khởi anh bị bón làm bị rối hà sắp để xì mạch cụ và bị bón làm bị rối hà sắp để xì mạch
để xin mời cụ và đồ ơi mà anh ấy đi bon lit của dương tử bắt đầu từ chữ khnạt để xin mời cụ đấy chân đây sao từ khnạt lit nâng khnạt để xin mời cụ cứ chữ khnạt từ mùi chân câu này từ xe biết đâu từ chữ đây xin mời cụ bình bạn mà đi bon để xin mời cụ và ở lại cụ thôi mà tình là càng cào đấy đấy anh chân ban là đi bon cũng bờ rồi há đồ ở tí đi bon sốn rắm rắm pì và chẳng hơn chùm lõi bao viết cứ mà nắng rắm pì rối hà sắp đê xì mát cụ và nếu cứ chùm lõi là lục cụ thừa ơi mớ tệ tôn chùm mùi nâng cao phạm đồ khăn đồ dân tùm lệ tùm đồ miết nắng chóm chùm nọ và lâu dân bà to châu đo lùm hát ăn vòn mùi tiết mập này tiết anh ấy dương bà thêm tờ lưu miết nâng chùm nọ tùm lệ tùm bao viên bành chẳng sẵn khâm tha khỏi khỏi tới khi con ai phương bàn chẳng bắt tốt vì dương chọp miệt nâng chùm nó dương châu mặt này kia đây cụ chưa thả con đấm hay mặt này kia ấy kia tây cả làng bảo ấp bà bọc mình tốt trả lời thêm bọc mình bọc thông mà đồn mọi con tha cũ à bọc tôi chẳng đi hỏi là đã thông mà đồn mà anh đi bọc đặt petrol đó nhạc chỗ chật là bọc brand nó trở ra hiện chọc tới chế kẹn đi bọc shop ở đâu shop ấy bạn ạ ạ oxy bán à. Bà chẳng còn mớ nhưng miền bà ọp muối bà miền bà đòi mà phải buồn xong thì mát tật tân phòng bấy xong thì mát nâng cặp bùa viết bay xong thì mát cặp bùa bà bà ọp bà chẳng dừng đăng ấy là mấy cái nếp tây cái lá bà ọp bán dương tựa tây là bát bầu chì mùi nâng tây cái lá hàng bà chẳng dừng càng niềm mà đo mùi chì mùi lục lục ná ở lời lục lục bù bà toát chì bì xanh bà nọc dương tục spec thông tích là mấy bạn có sài đồng hạt và dương hồ cho anh toán mà chúng ta cho anh toán cứ dương thử tục loại thùng về để dương đọc sài cho đôi khi này này và chúng cũng đã nói trong lỗi và ok và chân môn kia bằng ơ này cả đồ tây là bà ọp bà dương cứ dương thử kẹt nếp tây cả lá tây cả lá bạc sẵn và chân dương thời kẹt nếp tây cả lá bạc tây cả lá bạc à nếp cụ tự xe khó tích mẹn kẹt nếp tiền nế rộp mà rộp tây cả lá bạc năng dương lang thì tìm bao lấy bàn dương từ xe biệt thạc kẹt này này nè và chẳng tay cả là bát và bát hàng còn bé và đào mà phải bốn từ tấn bầm bầy và chẳng còn vô mà phải bốn xong thì mát còn nói bầm bầy xong thì mát và bàn ra tập hóa con thời con nắng nắng pi để ra bát hàng tróm nâng từ bộ hàng lứa cứ bắn bắn cái này và chẳng còn phơ kẹt này lên nâng máu và mà phải bốn con nâng phẩm bầy rạp bầy buôn đón xam sập pí trang tập bầy phẩm bầy bị đông đọc vào mũi bột bầy đọc rạm buồn chân khơi mà rồi cáo pì dương con thêm nâng nâng pí tiệt mà pì bị đông buôn pì phẩm buôn đông đọc phẩm bầy chân dương bán tây cả là bạc bỏ dưỡng cứ mà nâng bầy rối bạc sập buôn xong thì mát cả đây bà. Chẳng bạc tây là bạc mua và tôm mới dừng rốt tây cả lá khang mà lấy một cào chọc mà rốt tây cả lá khang và
ở đây là hàng hàng một hàng rồi chẳng hàng một nấy cứ bật tè mùi nấy và tòi mà phải bún ai cặp bùa bảo viên nấy cứ tự tấn bảy cm thì mệt này mà phải bún sang thì mệt con nói bảy cm thì mệt hỏi dương con nắng pì vậy chẳng dương ai con mà đo mà hỏi của bạn bùa họ con miên là nặng tật lọp này con mùi nào của bạn đây chẳng con bạn mà phải bún của giờ bảy đến con pì bán và mùi phần mùi buồn đó mà phải bún ra tập pí phần mùi bị đó mà pí bột pí đó đọc buồn bạn hơi mở rối sai sập buồn xong thì mái cá cà rể bạn ok trắng dương và to châu mùi tiết mà ở đây dương bàn khang mà chỉ hiên ấy một khối nó sao trên năm bạn trắng dương rốt tây cả là khang từ tái bên tay khang trên hàng năm mà đoạn đi bà chẳng phẩm án ní bà và tao ấy phẩm bấy tự tấn bầy phẩm bấy xong thì mẹ cuốn nâng tự tấn bà bấy xong thì mẹ bà có lấy ní xe riêng tịch bà cuốn nâng phì bà chẳng còn ban tự chia phẩm bấy bảy vì đón vào mùi nè và cùng buồn bảy đón sai sắp tám làm bảy chẳng bán mà nắng sai sầm bảy xong thì mái cá cà rể và ok chẳng dương ba nấy tây bát của miến tây khang thằng pí của miền và chẳng dương ai rộp tây cả lá sẽ rộp ba nè rộp tí rò lá xã rộng bà to bát bây giờ bát sập buồn xong thì mai kể một ơi thằng một cối mà rồi sai bốn một ơi và chuyện nắm sai sập bảy và những bột sẽ rộp máu lấy cũng thôi thằng này mà đón cho việc sao sẽ phải thông bởi vậy bài sập bốn bột mà rồi xài sập bốn bột ở xài sập tám làm bảy là phần bảy bông bảy đọc vào mũi tràn tập mũi phần bảy bông bảy đọc vào mũi bột mũi đọc vào tràn tập mũi rằm bạn chẳng khơi tràn rối chật vào mùi và tràn rối chật vào mùi xong thì mai cả đấy ok và chẳng đi cứ chia ca ăn một bát làm hạt mười chục nón tẹt tông là cà rốt từ lửa tây cả lá và ốc có đôi chia từng nẹt từng đốn miệt nắng chấm chấm nọ và chẳng mê điên rồi bao dương ban xiên từ đó thì mình chọc hỏi có bàn tay môn nâng bị chọc mê điên bao dương là ngày nấy cô là cụ miền chia bọn đam nhà thì cả tay đội sập mười đòn chấm ủa đôi cho cụ bẹp môn nâng chấm cú bằng riêng con mưa bị tàu mưa ấy tới con này vừa xài sắp hà sắp hiểu rồi được có sam sắp hiểu rồi nhé hai bữa tối mà tiết cú bây giờ bị làm hạt ăn được quá con bán đọc mà phải hiểu rồi chưa đây hỏi bàn trong nói con thật thưa được luôn ai bạn ca thưa được luôn ai như hỏi cứ chỉ ca đại tùng đăng thật bàn bình linh bò được bò hơi được này bạn. Bà kịch cả té lây dễ tập phí tung thì tỏ ập đi cho mày nè đây miền chùm nón chùm nối chất thằng này design thằng này ấy nó cứ thấy chất con à bà chẳng kịch cả té bò là cũ cứ cái này tây cả là tỏ ập và cùng miền tỏ ập thì muối là miền bắt đầu đập rắm xong thì mát từ tầng đập xong thì mát nâng cấp buồn buồn xong thì mát và ấp tí pí và đào mà phay sang thì mát từ tầng đập vào mũi sang thì mát cặp búa đập vào mũi sang thì mát được cái này bạn chẳng ngày nay cứ lực lưu miền tại bản đằng tây hỏi của sông Ocon xâm nhập cả mưa mê riên có đôi chi mưa bị tàu mê riên đi đào giờ chặt tục đạn chẳng chỉ trong cõi của sông Ocon Ocon đồng học này ở chun bờ Ocon đồng học này chụp bờ tay tay sẽ cái đấy sốc nắng sẽ cái đấy chóng bạn sông Ocon.